Rồi, xin chào các bác nhé. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Cảm ơn các bác đã dành một chút thời gian theo dõi video của cái video ngày hôm nay. Thì tiếp tục hôm nay em sẽ lên cho bác một số cái bếp ga hàng Thanh Lý. Đấy, giá của nó thì không bao giờ có giá nào để rẻ hơn được nữa. Nên các bác lưu ý nhé. Cái nào phù hợp thì mua. Đấy, không phù hợp thì các bác có thể chọn một số cái kênh của anh em khác bán. Không có vấn đề gì hết. Đấy, mỗi người có một cách bán hàng khác nhau. Đó, em bán cái ga này thực tế với các bác một câu là em đã thực sự là quá sai lầm khi mua bếp ga để bán rồi. Thì chỉ chia sẻ một câu đơn giản như vậy thôi. Đấy, bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em nhé, ship hàng toàn quốc luôn qua dịch vụ chuyển phát của Viettel. Thì trước mắt các bác đây là một cái bếp ga đó, Zinai, mã của nó là KGT56BN nhé. Con này sản xuất vào 2013 để các bác nhìn này. Đấy, bếp con này mặt đấy nhá. Đấy, nó bị một chấm nhẹ này. Đấy, một chấm nhẹ bên này, rất nhẹ thôi, cái nỗi đó là bỏ qua được nhé, tại vì nó quá nhẹ, không có đáng gì. Về trước mặt của nó đây này, có một chút xíu bên này này. Đấy, thế thôi. Còn lò nướng của nó thì xin thưa các bác một câu là lò nướng này chưa một lần dính dầu mỡ nhá. Đấy, nó hay là ở chỗ đó, thấy chưa? Đấy, lò nướng không? Mới tinh luôn, người ta làm như nào thì bây giờ nó còn nguyên như vậy, không có sử dụng tới. À, sản xuất vào 2013. Đấy, thì bác nào mua một con bếp ga muốn sạch đẹp, đấy, thì có thể mua con này. Đây, bác nhìn thấy không? Em lại còn sót được một con như thế này. Đáng ra những hàng đẹp như này là bán hết đâu rồi, nhưng mà sao lại sót một con như này? Đấy, sót con này, có bác nào có duyên thì sẽ mua được con này. Với giá thì xin thưa các bác một câu là dám khẳng định luôn, không có ai bán giá rẻ hơn cái con bếp ga này của em đang bán. Còn bác nào mua được rẻ hơn thì cứ gọi điện cho em nhé. Con bếp ga Zinai này, đây này, em test chút lần cho bác này. Đó, 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 thấy không? Nhìn nhé, ở dưới phía dưới nhé, nó nướng này, đấy, nó nướng chưa dùng, coi như là một con bếp ga đang còn hoàn chỉnh. Về này, bật lên là sai, không phải lau dọn, không phải no là bếp bẩn bếp dơ gì. Đấy, một cái bếp này giá này thì em dám khẳng định với bác là bác không bao giờ mua được ở đâu ngoài em. Rồi, giá số 1 nhá, giá là 1.600.000. Bác nào mua được con này rẻ hơn thì cứ gọi điện cho em nhá, tình trạng như thế này nhá. Đấy, rẻ hơn thì cứ alo cho em. Tiếp theo nó là một con bếp số 2. Đấy, con này cũng là của Zinai. Thì trước tiên các bác nhìn cái mặt nó trước đây này. Đấy, nó bị một nỗ này, nó không phải nỗ mà nó bong cái men do nó vận chuyển. Đây nữa nhá, hai cái đâu, ba cái. Đấy, thì nhưng mà bếp thì nó vẫn còn rất là mới. Đấy, nó lớn cũng cực kỳ đẹp luôn, như con vừa rồi luôn. Đấy, nó chỉ có bị cái nỗ ở trên mặt thôi. Lên là giá nó sẽ rẻ hơn cái con vừa rồi một chút. Thấy không? Nửa. Đó. Bên này nửa lớn này. Đang là muốn xào lấu thì nửa bên này. Bếp thì quá là chuẩn rồi. Lò nướng thì cực kỳ là đẹp. Trên này thì ba lốt này thực sự các bác thì không có ảnh hưởng gì tới đâu nhá, tại vì nó là men. Nên là không có sợ. Mặt này thì bác cứ xài hoài, xài từ đời này đến sang đời sau luôn. Nếu bác xài cẩn thận, cứ xài xong rồi nó hạn chế tràn nhá. Nó đã làm cái cẩn thận này, chống tràn rồi, nhưng mà các bác cái hạn chế là tràn nước xuống dưới đây để nó giỏ dưới này để nó xét. Đấy, vậy thôi chứ không có vấn đề gì hết. Nhưng bếp ga Nhật đó. Thì một câu nữa để các bác lưu ý, các bác sử dụng cái bếp ga này thì thường các bác khoảng 5 tháng các bác vệ sinh một lần kia, nửa năm một lần, không vấn đề gì đâu. Nếu mà vệ sinh cẩn dùng cẩn thận thì nửa năm vệ sinh thì bếp vẫn là còn sạch.
đây là người ta vứt lâu rồi thì nó mới bẩn mới xét thôi, nhưng con bếp bị như vậy. Rồi con bếp số 2 nhá, đấy nó bị hơn con kia một chút, giá của nó là 1.300.000 cho 3 chấm đó. Bác nào mua con bếp này rẻ hơn em cho luôn con bếp này luôn nhá. Đấy, mới tình trạng đang còn mới như vậy. Đặc biệt là cái lò nướng nhá, cái lò nướng nhiều bác thích bếp lò nướng sạch sẽ, bên trong nội thất sạch sẽ thì là những cái dòng này đấy, nó đang còn sạch sẽ. Còn những con hơi bẩn hơn thì nó sẽ rẻ hơn. Rồi, trước mắt các bác đây là một con Zinai nhá. À, cô xin lỗi bác, Paloma. Paloma sản xuất vào năm 2014. Đây. Màu cà phê nhá, màu này rất rất ít trên thị trường. Thực sự là một câu nó là rất ít thật. Đây, mặt mũi còn rất là đẹp. Đấy, không có bị vết gì, một vết nhỏ xíu ở đây thôi. Đặc biệt là nhỏ xíu ở đây thôi. Như gì vậy thôi, còn vuông thành sắc cạnh luôn. Đấy, mặt trước này. Đấy, nhìn rất là ok nhá. Đó. Đây, bên kia bên nửa lớn kìa. Đấy, nửa rất là xanh. Lò nướng. Đó. Đấy, một con Paloma. Màu ở đây nó hiện hàng chữ cà phê luôn này. Cà phê gì này. Đấy, hàng rất là đẹp. Con này thực sự nó là rất là đẹp đấy. Riêng cái mặt của nó, mặt con này thì cực kỳ chuẩn chỉ luôn. Không có bị một vết gì là đáng ngại quá, trên ngày nó chỉ hơi nhẹ nhẹ thôi nhá, trước mặt này còn vuông thành sắc cạnh luôn, màu cà phê nhá, màu rất là đậm. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em nhá. Con bếp này nó cũng một giá cực kỳ là chất lượng cho các bác dùng, còn mua được rẻ hơn thì các bác cứ lên tiếng nhá. Đấy, đảm bảo các bác một câu luôn. Đây, lo nướng cho bác con. Chưa cho bác coi lò nướng này. Khay này. Còn trắng men quá đẹp. Đây, lò nướng này. Đấy, lò nướng còn rất là sạch sẽ nhá. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Nó không bằng con Zina đâu nhưng mà lò nướng còn rất là mới. Như em nhìn nó vẫn còn mới lắm. Zina về Panama nhá. Rồi, con này mã số 3 này. 1.600.000. Đấy, các bác cứ đi coi nhá. Coi con này bao nhiêu tiền mua. Nếu mà rẻ hơn thì cứ alo cho em. Súng châu đốc thì chưa chắc em mua được đâu. Em nó nói rồi, em đang bán hàng thanh lý nên các bác cứ đừng có so sánh về giá nhá. Thật sự nếu mà đi so sánh giá thì quay lại không mua được đâu. Đây, một con nữa. Này, bao lâu mà có nhiều bác rất thích dòng Paloma, thì Paloma nó làm chắc chắn gần công sức, nó làm chắc chắn hơn dòng Zinai về thiết độ thiết kế của nó. Những con bếp ga bán giá này thì những bác nào mà hàng đẹp như vậy mà còn lăn tăn về giá nữa thì các bác không thể mua được nữa đâu. Hôm vừa rồi mấy bác cũng lăn tăn đấy, hay mà giá như vậy là không có rẻ hơn được nữa đâu, lăn tăn quay lại thì không còn nữa đâu. Người ta đã mua hết rồi. Chảy mất đồng rồi các bạn. Này bác thấy không? Bên này bên nửa lớn này. Nửa rất xanh, nửa rất to nhé. Xào nấu. Còn bên này là nấu. Bên này xào. Và nếu mà cần nửa lớn, nấu đùi to. Đấy. Bao nó ma nhé. Con này sản xuất vào 2012. Đấy. Bếp còn rất là cứng cáp nhá. Rồi, thì em sẽ coi bác coi trên mặt của nó do vận chuyển. Một nốt, hai nốt, ba nốt, bốn nốt. Những nốt nó cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng không phải lớn quá. Mình nhưng mà em vẫn là nói rất là rõ để cho bác biết đây. Chỗ này là lý do nó bị nõm xuống một chút này do là nó để cái kèn trên mặt khi vận chuyển nên là bị hư. Bị nó đè nặng quá, còn riêng em vận chuyển là kèn sẽ nằm trong hộc này nhá. Đấy. Khay inox nhá. Đây. Đấy, nò cũng rất là sạch nhá, con này nò rất là mới này. Đấy, cũng giống như con vừa rồi, nò rất là mới.
Đấy. Bếp cũng còn rất là sạch sẽ, cứng nhá. Con này bếp còn cứng lắm nên các bác yên tâm sử dụng. Và cũng là một câu nữa, yên tâm về cái giá của nó nhé. Cái giá em đưa ra như này, bác đi soi mói nữa thì để mua nữa thì các bác quay lại là không còn đâu. Còn mã số 4 này, mã số 4 này giá của nó là 1.300.000. Đấy. Gà đẹp, đấy, sạch sẽ mà giá chỉ có như vậy thì bác cứ suy nghĩ nhá.